Loại chương trình của The VLKT News và trên mảnh chúng ta đó là chương trình của CNN, ABC và RNC. CNN là một đài fake news. ABC tương tự có cái chương trình của The View là chương trình chống Mỹ. RNC là ủy ban quốc gia của đảng Cộng Hòa. Chúng ta cũng khá là ngạc nhiên cái thật sự. Ba cái tổ chức này rất là nhiều khả năng sẽ tổ chức cho hợp tác với nhau. Mà đặc biệt hơn nữa là hợp tác với ủy ban quốc gia của đảng Cộng Hòa. CNN, ABC News bày tỏ sự quan tâm đến việc tổ chức một cuộc tranh luận sơ bộ của đảng Cộng Hòa tiếp theo. Các phương tiện truyền thông như CNN và ABC News được cho là đang khám phá khả năng tổ chức một cuộc tranh luận tổng thống sơ bộ độc lập của đảng Cộng Hòa trong những tháng tới. Sự phát triển của diễn biến này khi một số ứng cử viên của đảng Cộng Hòa lên tiếng ủng hộ các cuộc tranh luận bổ sung, mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu họ có tham gia vào các sự kiện do tổ chức. Tin tức mạng chính thống này, những cái chương trình fake news hay không? Ủy ban quốc gia của đảng Cộng Hòa RNC đã phải đối mặt với những lời chỉ trích từ một số ứng cử viên vì cuộc tranh luận trước đó và tiềm năng cho thấy cuộc tranh luận độc lập được diễn ra bởi chương trình của CNN và chương trình của ABC News tổ chức có thể tạo ra một động lực mới cho cuộc đua sơ bộ của 2024. Đó là ông Trump vẫn tiếp tục tẩy chay, và đó là thành viên của đảng Cộng Hòa sơ bộ vẫn cảm thấy tại sao thành viên của đảng Cộng Hòa lại lên chương trình của cánh tả mà để tạo điều kiện cho sỉ vả những ứng cử viên tổng thống của chúng ta. Theo cái báo cáo, cả CNN và ABC đều bày tỏ sự quan tâm đến việc tổ chức tranh luận sơ bộ của đảng Cộng Hòa trong tương lai gần, trong khi ABC News được cho đang đẩy mắt đến cuộc tranh luận trước cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire vào ngày 23 tháng 11. Ông Trump sẽ là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa thì không có lý do gì ủy ban quốc gia của đảng Cộng Hòa lại tiếp tục tạo view cho cái đám này cả. Kế hoạch cụ thể của CNN vẫn chưa được biết. Cái mạng lưới này có thể lên lịch độc lập cho cuộc tranh luận này tạo tiền đề cho một cuộc đối đầu quan trọng giữa ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong bầu cử sơ bộ đang diễn ra. Có nghĩa là tụi nó sẽ tạo cái sân chơi để cho thành viên của đảng Cộng Hòa chúng ta đấu đá lẫn nhau. Trong cái đó có sân của tụi nó để tạo điều kiện cho ông Biden tranh cử với lại Robert F. Kennedy Jr. thì tụi nó hoàn toàn không tạo ra một cái sân chơi này. Ủy ban quốc gia của đảng Cộng Hòa đã không cam kết tổ chức cuộc tranh luận bổ sung, vẫn chưa chắc chắn liệu có ủy ban có cuộc cam kết hay không. Một nguồn tin quen thuộc với cuộc thảo luận tranh luận của RNC tiết lộ rằng ủy ban đã không xác nhận bất kỳ kế hoạch nào cho cuộc tranh luận bổ sung với các mạng tin tức chính thống trên là Fake News. Hiện tại RNC sẽ họp và quyết định chi tiết và có cuộc tranh luận trong tương lai tuần tới. Trong một cuộc họp này thì ủy ban sẽ xem xét liệu có nên chấm dứt cam kết của ứng cử viên hay không, hay có đang ngăn cản ứng cử viên tham gia vào cuộc tranh luận được RNC phê chuẩn hay không. Ông Trump là ứng cử viên tổng thống rồi. Ông đại diện cho đảng Cộng Hòa thì không có lý do gì mà RNC vẫn tiếp tục tạo những cái sân chơi này cả. Nếu RNC chọn không tổ chức một cuộc tranh luận bổ sung, nó có thể cho phép các mạng như CNN, ABC News thiết lập cái tiêu chí riêng của họ, định dạng và theo truyền thống RNC đã cái cuộc tranh luận ban đầu. Sự thay đổi quyền kiểm soát này có thể tác động đến cách ứng cử viên tương tác với nhau và giải quyết các vấn đề quan trọng trong những sự kiện. Tóm lại là Tổng thống Trump đang dẫn đầu và ông ta đang chỉ trích tất cả những cuộc tranh luận của đảng Cộng Hòa được tổ chức bởi RNC. Và đó là chương trình của The VLKT News và đó là bản tin ngắn để chúng ta hoàn toàn thấy. Nếu mà cái đảng Cộng Hòa mà để cho CNN và ABC News tổ chức một cuộc tranh luận của đảng Cộng Hòa thì tôi thật sự cũng không có gì mà để comment nữa. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.